Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Opera Kakai nha các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn click vào link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot đó mà. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên bạn join group Kitchener. Rồi, không có cho cấp cha các bạn, yên tâm nha các bạn. Rồi, join tiếp Kitchener các bạn. Rồi, bạn bấm chat. Rồi các bạn bấm show này góp, mình sẽ ghét được 10 tóc cần Opera khoảng 15 đô. Bạn lưu cấp trang đi tiếp nha các bạn. Bye. Ok. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter đang nằm người bạn dưới hashtag này nha các bạn. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn hướng dẫn dưới cái game nè các bạn. Bạn dán test và tăng 5 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi bạn test lại nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Bạn bấm submit đi tên. Rồi các bạn điền vào username Telegram của các bạn thì các bạn bắt nhấp vào ba cạnh cùng. Vào setting copy username mình chỗ này nè các bạn. Anh Công, anh 3 số 1, 3 số 2 nè. Cái chữ bot nè. Sau đó submit đường link vào profile tại Twitter mình. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nha các bạn. Các bạn nhập anh avatar, nhập vào hồ sơ, nhập vào bạn anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè. Đây là chữ bot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sang mặt trên bet 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Sẽ chết liên kết này, cho bot này. Rồi bạn bấm vào balance để chết số cần mình kiếm được nha các bạn. Mình đã nhận được 15 tập cần, 10 tập cần của Opera nè các bạn. Các bạn nhận thấy link ghép mình chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm tập cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.